đặc điểm tập tính của bướm và bướm đêm bướm nói chung là những loài côn trùng bay tuyệt đẹp và nhẹ nhàng không có gì hạnh phúc hơn khi được ngắm nhìn chúng bay lượn trong vườn nhưng bạn biết bao nhiêu về loài côn trùng này cùng best solutions tìm hiểu về đặc điểm tập tính của bướm và bướm đêm để hiểu rõ hơn về chúng từ đó bạn có thể phân biệt khi bắt gặp chúng trong vườn đặc điểm tập tính của bướm và bướm đêm bướm và bướm đêm đều thuộc bộ Lepidoptera bộ cánh vẩy Nhìn kỹ vào đôi cánh của chúng, bạn sẽ thấy những vảy chồng chéo lên nhau, giống như mái nhà lợp ngói. Lepidoptera là bộ lớn thứ hai trên thế giới, sau bộ cánh cứng Coleoptera. Bướm đêm chiếm 90% trong bộ Lepidoptera, nghĩa là đông gấp 9 lần số lượng bướm. Cánh vảy của chúng thường đi theo cặp và có nhiều màu sắc. Để xác định một con bướm hoặc bướm đêm, bạn cần nhìn vào màu sắc và các đặc điểm trên cánh. Loài côn trùng bay này có đôi mắt hợp chất lớn Phía trên mỗi con mắt hợp chất là một con mắt đơn giản, được gọi là ocellus. Người trưởng thành có phần miệng được biến đổi thành một chiếc vòi dài, cho phép chúng sử dụng để hút mật hoa từ hoa. Ấu trùng sâu bướm có bộ hàm sắc bén dùng để nhai thực vật. Bướm và bướm đêm có thể phân biệt với nhau bởi hình dạng bộ râu. Để phân biệt hai loài này, mời bạn xem bài viết sự khác biệt giữa bướm và bướm đêm. Trái với bướm, bướm đêm có tập tính kiếm ăn vào ban đêm. Chúng ăn mật hoa và thụ phấn cho cây trồng nhưng vẫn có những loài hoạt động vào ban ngày nhưng rất ít. Môi trường sống và phân bố Bướm và bướm đêm sống ở mọi nơi trên thế giới ngoại trừ Nam Cực. Sự phân bố của chúng phụ thuộc vào nguồn thức ăn, nơi sinh sống phải cung cấp đủ mật hoa cho người trưởng thành và thức ăn lá cây cho sâu bướm. Những họ chính trong bộ Lepiropera Nymphalida họ bướm giáp, khoảng 5.000 loài được tìm thấy, bao gồm những loài bướm hoàng đế, bướm đô đốc bướm đốm. Papillionida họ bướm phượng, hơn 550 loài trên thế giới. Hesperida e họ bướm nhảy, khoảng hơn 3,500 loài trên thế giới. Saturnidae họ ngài bướm đêm hoàng đế, khoảng 1,300-1,500 loài trên thế giới. Ida e họ bướm bụi, khoảng 2,500 loài sống trên trái đất. Nọc tối ra khoảng hơn 35,000 loài được tìm thấy trên toàn thế giới. Con số trên dựa vào những kết quả thu thập được từ các nhà khoa học và còn rất nhiều loài bướm và bướm đêm chưa được tìm thấy. Các nhà khoa học ước tính có khoảng 250,000 loài bướm và bướm đêm, con số này vẫn chưa dừng lại. 04. Ờp 4. Những sự thật thú vị. Danaus plexippus, bướm vua hay còn gọi bướm hoàng gia, là con bướm duy nhất trên thế giới di cư theo hai hướng bắc nam. ORNITHOPTRAALEXANDRAEXANDRAEXANDRA -e 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 là loài bướm lớn nhất thế giới với sải cánh 12 inch 30 cm. Bambi Kumori không còn được tìm thấy trong tự nhiên, chúng đã được nuôi nhốt hàng nghìn năm nay. Arctis luna, bướm đêm luna, là một trong những loài bướm đêm tuyệt đẹp và đầy màu sắc. Đây là loài bướm đêm thường gặp ở miền đông Hoa Kỳ hành vi tập tính dinh dưỡng, cũng như màu sắc và hình dạng, bướm đêm có hành vi, tập tính và dinh khác nhau phụ thuộc vào từng loài. Trái ngược với bướm, bướm đêm chủ yếu hoạt động vào ban đêm và ẩn nấp vào ban ngày, tuy nhiên cũng có một số loài ngày hoạt động đêm nghỉ. Bên cạnh ong và bướm, bướm đêm cũng là loài thụ phấn cho cây. Bên cạnh đó, một số loài khác lại trở thành dịch bệnh trong nông nghiệp. Đa số bướm đêm hoàn thành cuộc sống của mình mà không ảnh hưởng đến con người chúng là thức ăn của nhiều loài như chim động vật có vú bò sát lưỡng cư côn trùng động vật chân đốt và thậm chí một số loài thực vật trong nhà chúng có thể vào nhà bếp để tìm thức ăn bướm đêm là gì bướm đêm ngụy trang bướm đêm hại vải loài này nổi tiếng nhất về khả năng hủy hoại quần áo len nhưng loài côn trùng bay này cũng bị thu hút bởi các vật liệu khác như lụa lông lông cừu lông thú hay lông vũ Sâu bướm có chiều dài 2,5 cm 5 cm và có màu da. Bướm đêm hại vải có xu hướng tránh ánh sáng và tìm đến nơi tối để sinh sống như tầng hầm, gác mái hay tủ quần áo. Trong tủ quần áo, chúng thường kẹp mình vào nếp gấp của vải hoặc trong góc tủ. Bướm đêm hại vải gây thiệt hại đang kể cho quần áo. Sâu bướm hại vải có trách nhiệm phá hủy quần áo. Chúng thích vải có nguồn gốc động vật. Sâu bướm trú trong nhà sẽ ăn áo len, áo khoác, chăn, thảm, đồ trang trí chăn bông, gối và đồ chơi. Chúng không thích ăn các sợi tổng hợp, nhưng không bỏ qua vải pha trộn và nhuộm màu. Chúng có lợi nhưng cũng có hại. Trong khi một số loài bướm đêm vô hại thì số khác cho thấy những lợi ích của mình. Nhưng nhìn chung, loài côn trùng này và sâu bướm của nó là những kẻ phiền toái. Sâu bướm sắt đồ bách và bướm đêm Southern Flannel được biết là những loài có thể đốt. Đặc biệt nghiêm trọng trong nông nghiệp khi một số sâu bướm và bướm đêm tỏ ra phá hoại. Sâu bướm ngại được biết là gây thiệt hại cho rừng cây ở miền Bắc Hoa Kỳ. Các trang trại trái cây bị nhiễm bướm cosling, bắp cải và mù tạc bị phá hủy bởi sâu tơ. Một số sâu bướm được biết là ăn cây bông, cà chua và cây bắp. Một số khác thì đặc biệt hơn, ăn các sợi vải tự nhiên bao gồm tơ tầm, len. 10 sự thật thú vị về bướm đêm Bướm đêm đông hơn bướm gấp 9 lần. Bướm và bướm đêm thuộc cùng bộ Lepidoptera. Hơn 90% số lượng trong bộ này là bướm đêm, chứ không phải bướm. Các nhà khoa học đã khám phá và mô tả trên 135.000 loài bướm đêm khác nhau. Các chuyên gia ước tính có ít nhất 100.000 loài bướm đêm vẫn chưa được khám phá, một số người cho rằng chúng có khoảng nửa triệu loài. Một số bướm đêm hoạt động vào ban ngày Mặc dù hầu hết bướm đêm hoạt động vào ban đêm, nhưng có vài trường hợp đặc biệt có thời gian biểu trái ngược. Một số bướm đêm khá năng động vào ban ngày. Chúng thường bị nhầm lẫn với bướm, ong hoặc thậm chí chim ruồi. Loài bướm này khá dễ nhận ra vào ban ngày, chúng làm việc thụ phấn cho hoa, cũng như loài ong. Bướm đêm có nhiều kích thước, từ siêu nhỏ đến khổng lồ. Một số bướm đêm nhỏ đến nỗi chúng được gọi là micromoths siêu nhỏ. Nhìn chung, những thành viên của họ này chỉ đo được từ 1 đến 2 cm. Nhưng một loài bướm đêm ở châu Phi chỉ có sải cánh khoảng 2 mm. Trái lại, bướm đêm Thysania agrippina có kích thước khổng lồ với sải cánh 28 cm bướm đêm được có khứ giác. Bướm đêm. Bướm đêm trắng amine. Hãy nhớ rằng bướm đêm không có mũi. Khứ giác của côn trùng là cơ quan phát hiện các tín hiệu hóa học của môi trường, còn được gọi là chemoception. Bướm đêm gửi những tín hiệu này thông qua các thụ cảm rất nhạy bén trên anten của chúng. Con được là những nhà vô địch về phát hiện hóa học, nhờ vào bộ anten lớn, to với rất nhiều diện tích bề mặt để hấp thụ nhiều phân tử từ không khí những con bướm cái sử dụng pheromone hấp dẫn tình dục để mời những người bạn tiềm năng. Bộ phận tiếp nhận hóa học mạnh mẽ của con được có thể phát hiện pheromone của con cái từ hàng dặm. Bướm đêm được Promethea theo dõi hương thơm qua không khí. Nó bay một khoảng cách đáng kinh ngạc 23 dặm với hy vọng giao phối với cô gái trong giấc mơ của mình. Hoặc có khả năng sẽ thất vọng khi nó nhận ra đã bị lừa bởi một nhà khoa học với một cái bẫy pheromone. Một số loài bướm đêm thụ phấn cho hoa. Chúng ta thường không nghĩ bướm đêm là loài thụ phấn, có lẽ vì do chúng chỉ hoạt động về đêm nên chúng ta không thấy. Trong khi bướm nhận được rất nhiều tình cảm từ người làm vườn, thì có rất nhiều bướm đêm cũng làm công việc này trong thầm lặng, bao gồm bướm geometer, bướm owlet và bướm sphinx. Cây yucca yêu cầu sự giúp đỡ của bướm đêm yucca để thụ phấn hoa và chúng gắn bó với nhau rất khăng khít. Bướm yucca có chiếc vòi dài đặc biệt, nhờ đó nó có thể cạo và thu thập phấn hoa từ hoa yucca. Saclay Jaquin đã khẳng định rằng những loài hoa có nhụy sâu được thụ phấn bởi những loài bướm có chiếc vòi dài, giả thuyết này đã bị giới phê bình cười nhạo. Nhưng vài năm sau, ông đã thu thập được bằng chứng loài bướm đêm Madagascar Sphinx có chiếc vòi dài 30 cm. Một số bướm đêm không có miệng. Một số bướm đêm không lãng phí thời gian khi chúng đạt đến tuổi trưởng thành. Sau khi xuất hiện từ cái kén, nó đã sẵn sàng để giao phối và sẵn sàng chết ngay sau đó. Vì nó không thể sống trong thời gian dài vì không có miệng để ăn, nó sống nhờ năng lượng được tích trữ khi còn là sâu bướm. Nếu bạn không có kế hoạch ăn uống thì sẽ không có năng lượng để hoàn thành các chức năng trong cơ thể. Loài không có miệng nổi tiếng là bướm đêm Luna, một loài tuyệt vời chỉ sống được vài ngày khi trưởng thành. Bướm đêm không ăn nhưng chúng bị ăn. Bướm đêm và sâu bướm của nó tạo thành một chuỗi thức ăn quan trọng trong hệ sinh thái. Loài côn trùng này không chỉ giàu calo mà còn cung cấp một lượng lớn chất đạm cho kẻ săn mồi. Các động vật ăn bướm đêm và và sâu bướm bao gồm chim, rơi, ếch, thằn lằn, động vật có vú nhỏ và thậm chí cả người. Dùng nhiều thủ thuật để sinh tồn. Bướm đêm ngụy trang. Chúng là bậc thầy ngụy trang. Thế giới tự nhiên đầy rẫy những nguy cơ và cạm bẫy luôn rình rập bạn, do đó bạn phải sáng tạo để tránh bị kẻ thù ăn thịt bướm đêm sử dụng tất cả các thủ thuật để tránh bị ăn thịt. Một số là bậc thầy ngụy trang, chẳng hạn như con sâu bướm, nó trộn lẫn màu sắc của mình giống với môi trường để đánh lừa thị gác kẻ ăn thịt. Những người khác sử dụng thuật dương đông kích tây, chúng nhấp nháy ánh sáng lộn xộn với nhau nhằm đánh lừa kẻ săn mồi. Bướm đêm Tiger tạo ra các âm thanh để làm nhầm lẫn sóng siêu âm của rơi, khiến nó mất phương hướng. Một số bướm đêm di cư Mọi người đều thích sự di cư của bướm vua loài bướm thường di cư từ Bắc Mỹ đến Mexico, nhưng không ai để ý nhiều đến việc bướm đêm di cư, có lẽ vì chúng có xu hướng bay vào ban đêm. Bướm đêm di cư vì nhiều lý do, như tìm nguồn thức ăn tốt hơn hoặc để tránh thời tiết khắc nghiệt. Những con bướm đêm black cước trải qua mùa đông trên bờ vịnh nhưng sẽ di chuyển về phía bắc vào mùa xuân. Những người đam mê bóng bầu dục ở Olympic có thể nhớ về sự kiện bướm đêm di cư quấy phá lễ hội vào năm 2000 bị thu hút bởi ánh đèn, chuối và bia. Nếu chín sự thật trước chưa thuyết phục bạn rằng bướm đêm là côn trùng thú vị, bạn có thể thích thú với sự thật thứ 10 này. Những người đam mê loài côn trùng này sử dụng một vài thủ thuật để thu hút chúng. Thứ nhất, nhiều con bướm đêm sẽ đến những nguồn sáng để phát sáng cùng, do đó bạn có thể chuẩn bị một bóng đèn ngoài sân hoặc bên hiên nhà. Để thấy sự đa dạng hơn của bướm đêm trong khu vực, hãy thử sử dụng ánh sáng màu đen hoặc thậm chí ánh sáng thủy ngân một số bướm đêm không thích thú với ánh sáng nhưng chúng không thể cưỡng lại một hỗn hợp kẹo lên men bạn có thể pha chế một công thức đặc biệt để thu thập chúng bằng cách sử dụng chuối chín mật mía và bia cũ sơn hỗn hợp trên một vài thân cây và ngồi xem chúng đến